Nhìn ông bà hạnh phúc như thế này là con cháu mừng lắm rồi. Những hình ảnh này chứng tỏ thành công không thuộc về người có địa vị trong xã hội, cũng không thuộc về người có nhiều tiền tài, mà thuộc về người giữ được hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Giấc mơ của hàng vạn cặp đôi khi xem xong video này, thật ngưỡng mộ các cụ đã đến tuổi thập cổ lai hy rồi nhưng vẫn giữ được tình cảm hiếm có như thế. Con cháu nhìn các cụ mà thấy làm gương, giữ lửa hạnh phúc đến phút cuối như thế này, người xem thấy thật là ấm áp. Nhiều người ngưỡng mộ ước ao, sau này tuổi bằng hai cụ cũng được nắm tay một nửa của mình đến cuối con đường. Muốn có hạnh phúc thì phải hy sinh, chỉ những người biết hy sinh và quan tâm đến người khác mới có thể có hạnh phúc. Bởi hạnh phúc không dành cho người chỉ biết nhận mà không muốn cho đi. Ông bố trẻ sáng chế cách ru con kiểu mới, cho con chui hẳn vào quần bố nằm như nôi. Ngày xưa, ông bà cha mẹ ru ta bằng câu hát ầu ơ, bằng chiếc nôi cánh võng. Ngày nay, nhiều bậc phụ huynh đã sáng tạo ra những cách ru con ngủ vô cùng bá đạo. Không phải bằng câu hát, không phải bằng lời ru, thậm chí còn không tốn tiền mua nôi hay võng. Bé nhà các bạn mỗi khi đi ngủ sẽ nằm ở đâu? Chắc hẳn là trên những chiếc nôi nhỏ xinh, trên những chiếc giường êm ái, hay ít nhất cũng là chiếc võng đu đưa đầy mộng mị. Nhưng có những đứa trẻ dường như sinh ra với sự ưu ái từ tạo hóa, ngay từ nhỏ đã đầy sự khác người kể từ chỗ ngủ. Mới đây, một Facebook có tên là HT đã đăng tải một bài viết với những hình ảnh có 102 về cậu con trai bé bỏng nhà mình và chỗ ngủ độc đáo chưa từng có. Bài viết có nội dung: càng lớn càng oái âm, đời thổi nhà ai, thằng bé cứ mỗi lần ngủ lại đòi chui vào quần bố để ngủ. Cái mặt mãn nguyện lắm, cứ bảo con trai không quấn bố, đây nó quấn như tầm gửi luôn. Bài viết sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng hào hứng. Nhiều người lướt qua không kìm được mà phải để lại bình luận với sự trầm trồ. Một phần vì chỗ ngủ bá đạo của cậu bé con, một phần vì cả hai bố con nhà này nhìn đẹp trai và đáng yêu quá. Và phần còn lại là những thắc mắc về chiếc quần siêu bền, siêu chất lượng khi có thể chứa cả một cậu nhóc mà không bị tuột xuống. Một nickname NM buồn cười bình luận rằng, thay vì tốn tiền mua võng thì nhà này chỉ tốn tiền mua quần. Mua võng cứ phải nằm võng cũ, chứ mua quần nhanh hỏng lại được nằm trong quần mới, sướng nhất vịnh Bắc Bộ. Bạn BHLD còn hỏi địa chỉ mua quần, xem xong không kiềm chế được phải hỏi ngay. Chủ thớt cho xin địa chỉ mua quần vé nhé, chất liệu bền quá chắc chắn, giảm thiểu sự cố ngoài ý muốn, cảm ơn trước nha. Để làm nên một ngôi nhà, thường thì thứ không thể thiếu và căn bản nhất vẫn là xi măng cốt thép. Thế nhưng một người nông dân ở phía đông bắc Trung Quốc không theo thông lệ đó. Ông xây dựng một ngôi nhà trang trại vững chãi chỉ làm từ 20.000 bắp ngô. Xây nhà bằng ngô, một ý tưởng không phải ai cũng dám làm. Thế nhưng kế hoạch của ông đã gần như thành công và ngôi nhà sẽ được hoàn thành chỉ trong vòng một tuần nữa. Người đàn ông này là Liu Hongkai. Trang trại đặc biệt này tọa lạc tại gần Shulan, thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Theo China News Service, để hoàn thành công trình kỳ lạ này, tất nhiên ông không làm một mình mà có sự giúp đỡ của 14 người dân khác. Họ hy vọng rằng ngôi nhà sẽ trở thành điểm thu hút khách du lịch thập phương. Theo nguồn tin địa phương cho biết, chúng tôi phải nhanh chóng hoàn thành trước khi tuyết rơi xuống, ông Liu chia sẻ. Dù làm bằng những bắp ngô, nhưng ngôi nhà không hề đơn giản. Nó là cả một công trình thực sự. Ngôi nhà này có chiều dài 12m, rộng 4m, có cả cối xay gió, chuồng trại, có hàng rào bao quanh và một cái giếng. Những bắp ngô được lột vỏ và gắn vào khung bằng thép hoặc gỗ để tạo thành những bức tường vững chãi. Nhưng cũng vì làm bằng ngô, ngôi nhà hẳn là điểm nóng thu hút những vị khách không mời đầu tiên là chuột. Vì thế, họ đã nuôi nhiều mèo để chúng canh giữ và bảo quản cho ngôi nhà. Chúng tôi mang những con mèo đi lạc từ thành phố vào nuôi trong căn nhà để chúng canh giữ chuột. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời, ông Liu cho biết. Ốc sên là loài động vật cực hiền lành, với dáng vẻ chậm chạp thì có lẽ chúng chẳng thể làm hại được bất kỳ loài vật nào khác. Thế nhưng thân hình mềm nhũn, bầy nhầy của chúng lại có thể khiến nhiều người phải sởn da gà khi chạm tay vào.
Một con ốc sên không đáng ngại, nhưng liệu bạn có đủ dũng khí để tiến lại gần hàng triệu con ốc sên như vậy? Đó là cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra tại bãi biển nổi tiếng North Beach ở thành phố St. Petersburg, bang Florida, Mỹ. Một đoạn video được quay từ trên cao cho thấy những con vật màu đen sì phủ kín cả một bãi biển rộng. Thoạt nhìn, bạn sẽ nghĩ đó chỉ là những viên đá màu đen, nhưng đừng vội khẳng định đó chính xác là những con ốc sên. Và câu hỏi đặt ra là đám ốc sên này từ đâu tới và tại sao đột nhiên chúng lại có cuộc đổ bộ đáng sợ đến như vậy? Không phải vài trăm con, vài chục con mà số lượng là hàng triệu con. Không chỉ những vị khách du lịch mà ngay cả người dân sống quanh khu vực này cũng tỏ ra hết sức bất ngờ trước hiện tượng chưa từng thấy này. Một người dân nói, tôi lớn lên ở Florida và đã dành phần lớn cuộc đời để lênh đênh trên biển. Nhưng quả thực, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoặc được nghe kể về hiện tượng này trước đây. Loài ốc đột ngột xâm chiếm bãi biển North Beach được cho là ốc mút biển. Chúng không thường xuyên sống cạn mà chủ yếu ở dưới đáy biển nhiều cát, trú ngụ ở các rạng san hô bằng phẳng hay đá san hô tại những khu vực có khí hậu ấm áp. Theo nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Robert Neff, sau quá trình quan sát nhiều lần, ông cho rằng bãi biển này là khu vực ngăn cách khu bảo tồn chim và là một phần của bể bơi thủy triều. Và khi thủy triều rút xuống, ốc sên bãi cát sẽ lộ ra. Nhà nghiên cứu Lucy McInnes tại Trung tâm Nghiên cứu Rùa Biển Georgia cho biết, có thể những con ốc sên này đã tới vùng nước nông bởi để tìm thức ăn và bị sóng cuốn vào bãi biển sau những cơn bão.